Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long. Tập 312. Chương 3111, chặn đánh, 1. Máu tươi trong ao đã được thể xác hút khô, hư ảnh của thần cách ở phía trên cũng đã hoàn toàn dung nhập vào pháp thân, Reynolds giang hai cánh tay mà phát ra tiếng thở dài thỏa mãn từ trong cổ họng. Cơ thể và linh hồn của hắn vào thời khắc này đều nhận được sự nhảy vọt về chất. Ha ha, nghi thức thành công. Chúc mừng ngươi, Reynolds. Chúc mừng ngươi, bạn của ta. Lửa ganh tị sắp tràn ra từ trong mắt ta rồi. Điều mà Reynolds muốn làm bây giờ đó là nhanh chóng tìm một chỗ để ẩn nấp. Có thể tự mình lựa chọn một cái bí cảnh khó có thể thăm dò hoặc cũng có thể tìm một thần giáo chính thống làm nơi nương tựa. Reynolds đứng người lên. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, uy áp mênh mông giáng xuống, bây giờ hắn chỉ cần chờ đợi kỷ nguyên này kết thúc thì sẽ có thể thuận thế thành thần. Sinh mệnh thần giáo đã không còn, nhưng chẳng sao cả, chỉ cần hắn thành thần thì sẽ lại có thể thành lập lại một sinh mệnh thần giáo mới. Sau khi kết thúc khâu chúc mừng ngắn ngủi, đám người của tổ chức trầm mặc giả nhau nhau rời đi. Tổ chức này có thể tồn tại đến nay, một là bởi vì nó cao cấp, hai là vì nó lỏng lẻo. Những thần giáo chính thống kia cũng không phải không thấy phản cảm nên không ra tay với nó, nhưng nhiều nhất cũng chỉ truy quét một chút ở bên ngoài, không động được đến trung tâm của nó. Reynolds cũng không có tiếp tục tham luyến trạng thái trong thời khắc này, trước người hắn xuất hiện một vầng sáng màu đỏ, sau khi bước vào trong thì nhanh chóng dịch chuyển đi. Nhưng mà sau khi hắn dịch chuyển mấy lần liên tục để rồi xuất hiện trên một hòn đảo hoang vu giữa biển thì trên mặt biển phía trước đã xuất hiện một vầng sáng màu đen. Một ông lão kẹp theo một quyển sách dưới nách bước từ bên trong ra. Trên mặt Reynolds lộ vẻ không hiểu, mình đã cố ý dịch chuyển không có chút quy tắc nào mà lại có thể bị đối phương định vị được vị trí mà theo sau. Đương nhiên, nếu như hắn biết người tính toán vị trí dịch chuyển của hắn là bút ký của thần nguyên lý và một vị thần, có tài nghệ trên rất nhiều phương diện ngoại trừ việc đánh nhau thì hắn hẳn cũng sẽ cảm thấy bình thường. Reynolds cẩn thận liếc nhìn Dis, hỏi, chúng ta có ân oán gì sao? Dis lắc đầu, ta không biết ngươi. Vậy ngươi là đang? Là vì cháu của ta, hắn không muốn để cho ngươi còn sống mà lấy đi thứ đó. Ta có ân oán gì với cháu trai của ngươi sao? Dis lại lắc đầu, đáp, cháu của ta chắc là cũng không biết ngươi là ai. Mẹ nó, chậm một bước, mất dấu rồi. Neo phát ra một tiếng thở dài, hắn không đến vườn sinh mệnh lại trùng hợp trở thành quần chúng đứng ở tuyến đầu. Nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước, không thể đuổi theo. Darien ở bên cạnh cầm cái cây giống đã có chút khô héo ở trong tay, bản thân hắn cũng đang há to miệng mà thở phì phò, tốc độ quá nhanh. Bây giờ khoảng cách cũng đã kéo ra quá xa, không thể định vị được nữa, nếu sớm biết thì nên đi theo dõi một tên trầm mặc giả có khí tức yếu hơn một chút, nói không chừng còn có thể đuổi kịp hắn. Neo cau mày nói, vậy chúng ta nhất định phải chết. Những cái tên có khí tức yếu hơn một chút thì ít nhất cũng là cấp bậc trưởng lão thần điện, bây giờ ngươi đánh lại người ta được à? Darien lắc đầu, đánh không lại. Neo, vừa trùng hợp là ta cũng đánh không lại. Chuyện này. Cái tên Karen kia thì còn dễ nói, sau khi kết thúc thần mục thì thằng nhóc kia đã có được thực lực để kiêu ngạo cả trưởng lão thần điện. Trừ phi gặp được cái loại quái thai như Ukunga, nếu không thì đoán chừng những trưởng lão thần điện bình thường cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Còn về hai chúng ta cho dù đuổi kịp đối phương thì trừ phi đối phương lập tức quỳ xuống đầu hàng, nếu không chỉ cần phản kháng lại một chút thì chúng ta cũng phải chết. Vậy chúng ta còn đuổi theo lâu như vậy mà hơn nữa còn nhắm vào cái con cá lớn nhất làm gì? Đó là bởi vì cái con cá lớn nhất kia chắc chắn sẽ có một tay câu lớn hơn nhắm vào nó. Ngài nói hay lắm, nghe rất có lý. Răng rắc. Không gian phía trước xuất hiện sự sụp đổ, dòng không gian nghịch sắp tràn ra, nhưng mà rất nhanh thì bóng dáng của một con chó vàng chui ra từ bên trong. Neo lập tức cười nói, à, đây không phải là ngài Ranedan vĩ đại của chúng ta sao? Gầu. Kevin nở nụ cười với Neo, cho tới nay thì Neo vẫn đối xử với nó rất khách sáo. Cảm nhận của nó dành cho Neo cũng vô cùng tốt, quan trọng nhất đó là bây giờ phía sau Neo là bóng dáng của thần ánh sáng. Tính cách của nó đã định sẵn rằng nó sẽ không được Ogurev ưa thích, nó cũng không muốn thay đổi. Dù sao thì nó cảm thấy mình có thể nằm mọp ở phía sau lưng trật tự đã là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Nếu như đối tượng để nằm mọp lại có thêm một vị ánh sáng thì đó chính là hạnh phúc nhân đôi. Sau khi chào hỏi với Neo xong thì Kevin giơ chân chó ngoắc ngoắc Darien. Darien chỉ vào mặt mình, hỏi, muốn ta đi qua à? Neo cười nói, đi, nhanh lên đi, chắc chắn có chuyện tốt. Darien không do dự nữa, lập tức đi vào chiều không gian nghịch, đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy cái đuôi của Kevin, Neo cũng xông tới, ôm cổ chó của Kevin. Ta bảo này, bây giờ ta đi đổi kiểu tóc thì có còn kịp không? Darien, ngài không thể làm vậy. Kevin nhẹ nhàng chuyển động cơ thể, chở hai người chui vào chiều không gian nghịch, lỗ hổng không gian vốn đang sụp đổ khi nãy bỗng chốc biến mất. Chỉ có cơ thể của thần linh mới có thể chịu đựng được việc dịch chuyển cấp bậc này, nhưng mà sau khi đi được một khoảng thì có một khe hở bỗng nhiên mở ra, Kevin khẽ vẫy cái đuôi, thả Darien vào trong. Bởi vì điều chỉnh lực không đủ tốt, sau khi Darien rơi xuống biển thì trực tiếp chìm tới đáy, ngay sau đó khe hở cũng biến mất. Không bao lâu sau, Kevin dẫn theo Neo đi tới một vùng biển khác, từ đằng xa xa có thể trông thấy bóng dáng của một hòn đảo. Kevin dựng thần quốc lên bao phủ Neo vào bên trong. Neo quay đầu nhìn về phía sau lưng, đánh giá khoảng cách một chút, hỏi, ta không tin hắn sẽ bị chết đuối, nhưng khoảng cách xa như vậy sợ là hắn không bơi đến đây nổi. Kevin lắc lắc cơ thể, trong cái túi đeo trên lưng có một mảnh giấy vàng bay ra. Neo nhặt trang giấy lên thì phát hiện phía trên là một loạt các tính toán tọa độ vô cùng phức tạp. Mẹ nó, nhìn choáng cả đầu. Mặc dù ta không biết tính toán, nhưng ít nhiều gì cũng xem hiểu được đề bài. Đây là đang muốn câu cá. Chương 3112, chặn đánh, 2. Mới đầu thì Reynolds vốn cũng không có dự định ra tay đánh nhau với Dis. Mặc dù thực lực của hắn vừa mới thu được tăng lên một cấp độ lớn, nhưng dù sao thì cũng là đánh cắp thành quả của trật tự. Thực lực cá nhân cho dù có mạnh hơn nhưng trước lúc kỷ nguyên này kết thúc thì đối mặt với một thần giáo chính thống là chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vậy lúc này trước người hắn không ngừng xuất hiện từng luồng sáng khác nhau đại diện cho các tọa độ dịch chuyển bí mật khác nhau. Nhưng trước người Dis cũng đang không ngừng xuất hiện luồng sáng tương ứng mà lại không giữ bí mật giống như Reynolds mà là hoàn toàn công khai. Lão Hoven cười nói, ngươi cứ việc tiếp tục thăm dò, nếu ta tính không ra vị trí dịch chuyển của ngươi thì xem như ta thua. Reynolds hiểu ra nếu hắn không giải quyết người trước mặt thì sẽ mãi bị theo đuôi, tương đương với việc không ngừng cung cấp tọa độ chính xác để trật tự định vị. Ta nghe nói, trước đó không lâu trật tự thần giáo từng chịu thiệt thòi lớn, ngay cả thần điện cũng bị phá hỏng, trật tự dùng lý do mâu thuẫn nội bộ để giải thích với phía ngoài. Ta vốn không tin, nhưng bây giờ ta đã tin. Thái độ của ngươi rốt cuộc là gì? Nằm ở giữa việc phản giáo và không phản giáo sao? Dis không có ý muốn phí nhiều nước bọt, chỉ cực kỳ bình tĩnh nói, đã không có ý định chạy, vậy thì nhanh ra tay đánh đi. Có hứng thú gia nhập vào chúng ta sao? Kỷ nguyên của thần sắp mở ra, cho dù trật tự thần giáo có dự định ngăn ở phía trước, nhưng bọn chúng nhiều lắm cũng chỉ có thể ngăn cản thần trở về từ phía ngoài, lại ngăn không được thần xuất hiện ở bên trong. Chúng ta có thể tạo dựng ra một thế giới với quy tắc mới. Dis giơ thanh kiếm gỗ của mình lên, biểu đạt thái độ từ chối thương lượng một lần nữa và đồng thời cũng thúc giục đối phương ra tay. Kẻ trước mắt này sau khi kế thừa truyền thừa chủ thần sinh mệnh thì có được thực lực không thua kém gì đám lão già nằm dưới mộ trong trật tự thần điện. Đương nhiên, Dis sẽ không sợ, nhưng vấn đề là nếu như đối phương một lòng không muốn ra tay mà muốn chạy trốn thì muốn bắt cũng rất khó. Đánh thắng được và giết chết được là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chỉ khi khiến cho đối phương ra tay trước, mình làm hắn trọng thương đến tình trạng suy yếu thì mới có thể triệt để hạn chế hắn, nếu không sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trên bản chất thì quy tắc thế gian không thay đổi, dựa trên giới hạn thực lực hiện tại thì cũng không có nhiều khoảng trống để triển khai. Reynolds nhẹ gật đầu, ngước, cổ, giơ hai tay lên. Trong chốc lát, trên hòn đảo hoang vốn vô cùng trợ trọi lại rực rỡ sự sống, vô số thảm thực vật mọc ra, giống như sống dậy. Hai con ngươi của Reynolds ánh lên màu vàng kim sáng bóng, cấm, sinh mệnh ban tặng. Hòn đảo bắt đầu rung động, từng xúc tu từ nham thạch trồi ra, hòn đảo yên tĩnh bây giờ đã biến thành một con hải thú với hình thể khổng lồ. Sau một khắc, hòn đảo đứng khỏi mặt biển như một con cua khổng lồ, phần ở giữa vỡ ra giống như một cái miệng to cắn về phía Dis. Dis khẽ vung kiếm gỗ trong tay, sóng lớn dâng lên khỏi mặt biển,
Từng sợi xiềng xích được ngưng tụ từ nước biển lao về phía hòn đảo nhưng lại bị phá tan trong nháy mắt. Nhưng mà khi Dis liên tục vung vẩy thanh kiếm gỗ, càng ngày càng nhiều các cột nước được vung lên, dưới vô số sự ngăn cản thì hòn đảo vẫn bị áp chế xuống. Lúc này, lão Hoven nhắc nhở, Dis, cẩn thận phía dưới. Phía dưới mặt biển, bỗng nhiên rực đỏ. Một con mắt to lớn hiện ra, nếu như nhìn kỹ thì thể phát hiện được mặt sau của con mắt là vô số tôm cá. Bọn chúng vốn đang bơi lội ở sâu dưới đáy biển lại bị Reynolds dùng cấm chú sinh mệnh mà cưỡng ép áp xúc thành một con yêu thú. Ánh sáng màu đỏ cực nóng chiếu đến bao phủ Dis. Reynolds khoanh hai tay, trên 10 đầu ngón tay đều có máu tươi nhỏ xuống trên hòn đảo phía dưới. Hòn đảo vừa được trao sự sống này phát ra một tiếng kêu đau đớn, thảm thực vật ở bề ngoài và nham thạch bắt đầu chóc ra. Giống như là một con cua lột xác, để lộ ra một sinh vật hệ linh hồn cực lớn. Nó quên mình mà nhào về phía khu vực bị con mắt to kia bao phủ, không phải để vì tấn công Dis, mà là trực tiếp nổ tung, hình thành vòng xoáy tinh thần vô cùng đáng sợ. Lão Hoven, hắn rất thông minh, biết phải áp chế ta lại, hắn vẫn muốn trốn. Bút ký nguyên lý bị vòng xoáy tinh thần ảnh hưởng nên khép lại để tự vệ theo bản năng, ý thức của lão Hoven bị giữ lại ở bên trong nên không cách nào tiếp tục cung cấp sự trợ giúp. Dưới chân Reynolds lại xuất hiện một vầng sáng màu đỏ. Đúng vậy, hắn vẫn tiếp tục dịch chuyển. Nhưng mà lúc này từ bốn phía bỗng nhiên có một hồi tiếng cầu nguyện vang đến. Trên bầu trời xuất hiện một đám mây đen, sau đó bắt đầu mưa xuống, nước mưa là từng cây cột màu đen to lớn cắm xuống mặt biển. Ngay sau đó, bên trong mặt biển xuất hiện phiến đá màu đen, phía trên thì bị mái vòm màu đen bao trùm. Đây không phải lĩnh vực thần quốc, mà là cấm chú trật tự, đấu trường sinh tử. Sự xuất hiện của nó tạo ra tác dụng ngăn cách giống như thần quốc, để việc dịch chuyển của Reynolds không thể nào triển khai. Trên người Dis bốc cháy mà bước ra từ trong ánh sáng màu đỏ của con mắt khổng lồ, những ngọn lửa này chỉ dừng lại trên thần bào và làn da bên ngoài, cũng không thật sự tổn thương đến bản thể của Dis. Khi đấu trường ép xuống, con mắt kia cứ thế mà bị ngăn cách ở phía ngoài cho đến khi nổ tung. Trên mặt biển lúc này trôi, nổi vô số cá tôm chết trải dài không nhìn thấy bờ. Reynolds thở dài, hỏi, ngươi thật sự không tiếc phải trả giá mà muốn đánh với ta một trận sao? Ngươi cũng không lo lắng nếu như mình bị thương thì sẽ phải bị trật tự thần giáo thanh toán. Ta không phải làm việc vì thần giáo. Vậy ngươi làm việc vì ai? Vì đứa cháu kia sao? Đúng, cháu của ngươi là ai? Thần trật tự. Khóe miệng Reynolds giật một cái, lúc này cũng không thích hợp để kể chuyện hài đâu. Kevin không ngừng dùng tay chó lau sạch phía trước. Muốn nhìn xuyên qua đấu trường sinh tử để thấy rõ ràng tình huống bên trong. Sau khi không ngừng thử nghiệm thì rốt cục đã nhìn thấy hình ảnh, mặc dù có chút mơ hồ. Neo ngồi ở bên cạnh, biểu cảm vô phần chờ mong, không nghĩ tới mấy chiêu kia chỉ là thăm dò ban đầu. Mẹ nó, những người ở cấp bậc này đánh nhau đều đẹp mắt như vậy. Bây giờ ta lại thấy hối hận không mày dày mặt dạn đi theo đến vườn sinh mệnh, cảnh tượng chủ thần đánh nhau ở đó sẽ chỉ càng đặc sắc đúng không? Kevin do dự một chút, vẫn lắc lắc đầu chó, gâu. Ngươi nói là không có gì đẹp để xem. Sao có thể như thế? Kevin không lừa gạt Neo, quả thật không có gì đẹp mắt để xem. Nói một cách đơn giản thì, ba tên đói đến mức còn xương bọc ra vật lộn trong bãi bùn, sau đó một tên kéo theo hai tên còn lại mà tự thiêu. Nhưng mà đúng lúc này, Kevin giống như bỗng nhiên cảm nhận được cái gì đó, nó lập tức ngẩng đầu chó lên. Cơ thể đồng thời hóa thành người. Thần niệm của Ranedan lan ra để đi tìm thứ thần bí kia. Nhưng sau khi thăm dò một hồi thì lại không thu được kết quả gì, có khả năng rất lớn là vì đối phương cũng cảm nhận được mình cho nên co rụt lại không muốn bị phát hiện mà bại lộ thân phận. Sao vậy? Neo hỏi còn có thứ gì đó đang thăm dò nơi này. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3113, chặn đánh, A. Ranedan nhẹ gật đầu, đúng, là ai? Không biết, không phải chứ, ngay cả ngươi cũng không tìm ra hắn. Ranedan đáp, thần trật tự có vẻ cũng không ngăn cách tất cả thần linh ở ngoài kỷ nguyên. Có chút tồn tại vô cùng cá biệt thông qua các loại phương thức đặc thù ở lại nơi này, ví như thần địa huyệt. Khi kỷ nguyên này sắp kết thúc, bọn hắn cũng hẳn sẽ bị kích thích mà thức tỉnh, bắt đầu đánh giá đến thế giới này một lần nữa.
Vậy bọn hắn rốt cuộc là đồng minh hay kẻ địch? Nghe được câu hỏi này, Ranedan cười, hai đời thần trật tự đều muốn xây dựng một cái thế giới vô thần. Tứ đại tùy tùng trật tự cùng 12 kỵ sĩ cũng đều gánh vác nhiệm vụ phong ấn, mà ta đã từng thề với thần trật tự đời này là sẽ chủ động từ bỏ thần vị khi đến lúc cần thiết. Cho nên, bọn hắn sao có thể là đồng minh được đây, ngay từ đâu đã cố gắng bỏ vô số tâm huyết để tránh thoát khỏi sự trục xuất của thần trật tự đời trước. Chịu đựng sự tra tấn từ nỗi cô độc vô định chẳng lẽ chỉ là vì để từ bỏ thần vị khi cái kỷ nguyên này kết thúc sao? Vậy vì sao bây giờ bọn hắn còn chưa ra tay? Ý của ta là nội ứng ngoại hợp. Bọn hắn đang chờ đợi trật tự thần giáo tiêu hao hết lực lượng. Đây cũng là nguyên nhân mà Tyrannus muốn bảo toàn kỵ sĩ đoàn. Trật tự thần giáo không chỉ phải đối kháng với thần linh trở về từ phía ngoài mà cũng phải trấn nhiếp mấy vị thần ẩn nấp đã thức tỉnh kia. Cục diện nghe có vẻ rất tồi tệ nhỉ, chờ sau khi kỷ nguyên mới bắt đầu thì thế giới này không phải lập tức sẽ trở nên lộn xộn rồi sao? Thần cách trật tự đã chuẩn bị kỹ càng để chuyển giao cho đời thứ hai. Ranedan nói, cúi đầu xuống, nhìn Neo, nếu như lại thêm một ánh sáng nữa. Khục. Neo ho nhẹ một tiếng, sửa sang lại cổ áo của mình một chút. Đáng tiếc, ngươi quá chậm, ta sợ ngươi không thể giúp được quá nhiều. Chỉ có loại người trẻ tuổi như tên Karen kia mới muốn nhanh, người trung niên mới hiểu được lợi ích của sự bền bỉ. Ở trong đấu trường, mi tâm Reynolds nứt ra, một sợi dây leo bò ra từ bên trong, một vòng hoa xuất hiện đặt lên trên đầu của hắn. Thần khí hệ sinh mệnh, vương miện bất tử. Khi sinh mệnh thần điện cùng với vườn sinh mệnh bị hủy diệt dưới gót sắt của kỵ sĩ đoàn, không gian phong ấn của trật tự thần giáo cũng bởi vậy mà có thêm không ít vật sưu tập mới. Nhưng trong lúc biến động như thế thì chắc chắn sẽ có thứ bị thất lạc. Sau khi đội vương miện lên thì Reynolds đã có được sức mạnh sinh mệnh tăng cường. Hắn đưa tay phải ra, trong tay xuất hiện một sợi dây leo dần dần biến đổi, hóa thành một thanh kiếm. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhíu mày, bởi vì thông qua sợi dây leo này thì hắn phát giác được ở gần đây còn có khí tức của một nhánh cây của cây sinh mệnh. Không có thời gian nghĩ nhiều, Reynolds cầm thanh kiếm trong tay bay người về phía Dis. Khi chém một kiếm xuống thì trong nháy mắt vạn vật cũng sinh trưởng xung quanh vị trí của Dis tạo thành phong ấn mới ở trong phong ấn. Vù, lưỡi hái chiến tranh cũng xuất hiện vào lúc này, bóp chết toàn bộ sự sống xung quanh trong nháy mắt. Ánh mắt Dis ngưng tụ, lướt người lên, vị trí không gian cả hai bắt đầu giao thoa, sau đó đồng thời đáp xuống đất, không gian gợn sóng bên cạnh hai người cũng theo đó mà phục hồi lại. Thần bào trước ngực Dis bị cắt đứt, bên trong có máu đỏ ánh vàng chảy ra. Còn chỗ mi tâm của Reynolds xuất hiện một vết rạn xuôi xuống dưới, cơ thể giống như là đóa hoa nở rộ mà vỡ ra. Nhưng vương miện trên đỉnh đầu hắn lại tỏa ra ánh sáng, cơ thể vỡ ra được khép lại nhưng bởi vì thuộc tính tiêu cực do lưỡi hái chiến tranh để lại khiến cho hắn nhìn có chút không được cân đối. Nhất là các đường nét trên mặt cũng bị phân chia rõ ràng hơn. Một sự tuyệt vọng bao phủ trong lòng Reynolds, đối phương chỉ bị một vết thương nhẹ. Phía bên mình nếu không có vương miện bất tử bảo hộ thì vừa mới nãy đã chết rồi. Dis yên lặng giơ lưỡi hái lên, bước đến, gần. Dưới sự bất đắc dĩ thì Reynolds đành phải giơ kiếm đón chiêu. Cả hai bên đều cùng cất bước, nhưng không gian bốn phía và phía trên đấu trường càng không ngừng trở nên méo mó. Trước khi hai bên va vào nhau thì quá trình giao đấu liên tục đã hoàn thành. Lần tiếp xúc mà mắt thường có thể nhìn thấy được kia thật ra là tổng kết cuối cùng của một loạt hành động. Bóng dáng hai bên lại giao thoa vào nhau, vị trí hàm dưới của Dis xuất hiện một vết thương, hắn giơ tay lên lau một chút, sau đó tùy ý vung máu tươi xuống. Đầu của Reynolds đã rời khỏi cơ thể không đầu rơi bịch xuống đất, nhưng cái đầu bay ra ngoài vẫn còn đội vương miện, cơ thể mới được tạo ra giữa không trung rồi sau đó bình yên hạ xuống đất. Phía trên vương miện đã xuất hiện một vết rách vô cùng rõ ràng, hiển nhiên, tác dụng của thần khí cũng đã đạt đến giới hạn. Reynolds cực kỳ tuyệt vọng, lại cực kỳ không cam lòng. Hôm nay vốn nên là ngày mà hắn vui nhất trong suốt 400 năm nhưng cũng lại là ngày kết thúc của mình. Thật vất vả mới có cơ hội nhận được truyền thừa từ các chủ thần keo kiệt, nhưng đến trong tay mình còn chưa kịp nóng tay thì đã sắp trở thành bọt nước. Giấc mộng đẹp ngắn ngủi ngược lại sẽ trở thành một loại cực hình đáng sợ. Reynolds hít sâu một hơi, có thể thay ta hỏi thăm cháu trai ngài không? Ta nguyện ý đáp ứng tất cả điều kiện. Chỉ cầu để cho ta giữ lại truyền thừa và còn sống. Trong mắt Reynolds, cháu trai trong miệng người trước mắt này hẳn là chủ nhân của hắn. Cái xưng hô cháu trai này là sự phát tiết vì không muốn nghe lệnh.
Ngươi có thể tự mình hỏi hắn. Làm sao để hỏi? Cầu nguyện với thần trật tự. Reynolds nắm chặt hai nắm đấm đã không còn cân xứng, giận dữ hết. Ngươi có thể không trả lời ta, nhưng ngươi không nên dùng loại phương thức này để nhục nhã ta nhiều lần. Dis không có làm giải thích, chỉ giơ thanh lưỡi hái lên. Nội tâm Reynolds hoàn toàn chìm vào vực sâu, người trước mắt này tựa như là một ngọn núi, mình không chỉ không cách nào vượt qua, mà chắc chắn còn bị hắn đè ép và vùi lấp. Trong vườn sinh mệnh trước đó không lâu thì hai vị chủ thần sinh mệnh vừa được trải nghiệm. Trong sự tuyệt vọng ngột ngạt đến không thể thở nổi, ánh mắt Reynolds nhìn về phía sợi dây leo hóa thành thanh kiếm trong tay, bắt đầu kêu gọi ở trong lòng. Trên mặt biển, một điểm sáng đang trôi lềnh bềnh, nếu như nơi này không phải là vùng biển xa xôi ít người qua lại thì chắc hẳn hắn sẽ được cứu rất nhanh. Dù gì thì cái đầu chọc kia dưới sự chiếu xạ của ánh mặt trời nên vô cùng sáng chói. Darien trôi lềnh bềnh trên mặt biển bởi vì hắn tin tưởng thủ lĩnh nhà mình bỏ rơi mình dọc đường chắc chắn là có mục đích. Đột nhiên, Darien phát hiện cái nhánh cây giúp mình nổi trên mặt biển phát ra ánh sáng, các đóa hoa nở rộ ở phía trên. Đồng thời có một âm thanh xa lạ vang ra từ bên trong, tín đồ sinh mệnh, ngươi có thể nghe được giọng nói của ta sao? Darien hít sâu một hơi, sau đó cưỡng ép ngăn chặn sự kích động trong lòng mình, giả vờ làm giọng nghi ngờ, ngài là ai? Ta ban cho ngươi truyền thừa sinh mệnh, ngươi cần tuyên thệ báo thù cho ta. Ta xin thề trước thần sinh mệnh vĩ đại. Chương 3114, tang lễ của thần, 1. Darien cũng đã từng cũng là một người thanh niên ngay thẳng. Hắn không có sự phân chia tuyệt đối với khái niệm thiện và ác, khinh thường việc che giấu bản thân. Thích đi thẳng về thẳng, cho dù lúc trước khi đối mặt với Karen thì cũng lao lên liều mạng mà không có chút do dự. Bây giờ hắn lại trở nên khéo đưa đẩy. Tất cả sự thay đổi đều bắt nguồn từ buổi tiếp xúc thân mật với đống phân ngựa trong chuồng ngựa trang viên Ellen ngày đó. Từ thời khắc kia trở đi, Darien đã không còn như xưa. Nhưng mà Anfet cũng không cho rằng là bởi vì hành vi bắt nạt trốn công sở của mình dẫn đến tính tình của Darien thay đổi. Ngược thì Anfet cảm thấy là mình đã rất quan tâm đến Darien mà thành công mở ra cánh cửa trong lòng của kẻ đáng thương không có tuổi thơ này để Darien có thể có cuộc sống mới. Sau khi phát ra lời thề, truyền thừa lập tức mở ra mà hoàn toàn không có chút chần chừ hay trì hoãn nào. Còn về chuyện lời thề có báo ứng hay không thì Darien vốn cũng chẳng thèm để ý. Tuyên thệ với thần sinh mệnh thì có liên quan gì với kỵ sĩ trật tự như mình. Chỉ đáng thương cho cái truyền thừa sinh mệnh này, trong khoảng thời gian một ngày ngắn ngủi vậy mà gặp phải hai lần truyền nhận liên tục. Sau khi Reynolds tiếp nhận truyền thừa thì có thể thuận thế thành thần sau khi kỷ nguyên mới mở ra, chờ đến lúc truyền lại cho Darien thì đoán chừng cũng chỉ có thể giúp Darien ngưng tụ ra một mảnh vỡ thần cách. Trên con đường tu hành thì bất cứ con đường tắt nào ngoại trừ con đường bình thường thì đều sẽ mang đến tác dụng phụ cực lớn, rõ ràng đó chính là giảm thấp giới hạn cao nhất, bóp chết tương lai. Nhưng Darien cũng không thèm để ý chuyện này, dù sao nếu nói cho đúng thì hắn chỉ là một con rối bị Karen nắm quyền sinh tử trong tay, có thể mượn dùng sức mạnh từ Karen thông qua việc cầu nguyện. Cho nên, hắn cũng không tồn tại vấn đề giới hạn cao nhất, chỉ cần Karen có thể luôn đứng ở phía trước hắn vậy thì giới hạn cao nhất của Karen chính là giới hạn cao nhất của hắn. Bởi vậy, trước mắt không cần quan tâm đến tác dụng phụ gì cả, nhét đầy cái dạ dày rồi nói sau. Sau khi nâng cao cảnh giới của mình thì ít nhất lần sau có chuyện lớn xảy ra cũng không cần phải đi dạo phố mua dầu xoa bóp cùng với Neo. Cành cây được Darien dựng lên, nhánh cây tăng trưởng nhanh chóng lớn thành một cây đại thụ che trời ở trên mặt biển. Hắn vốn đã chiếm được không ít di sản của cây sinh mệnh khi kỵ sĩ đoàn công phá vườn sinh mệnh. Lần này lại nhận được truyền thừa của thần để cho hắn không khỏi ước mơ về sau sẽ trồng ra một cây sinh mệnh mới ở trong trang viên Ellen. Sợi rễ của cây đại thụ tràn ra phía dưới mặt biển, lít nha lít nhít phức tạp như mạng nhện, kết ra những đốm sáng óng ánh, thuận theo cơn sóng mà lan ra bốn phía. Những thứ này là tinh hoa sinh mệnh, mang lại sinh mệnh cho vùng biển xung quanh. Không bao lâu sau thì vùng biển vắng lặng đã trở nên phong phú cá tôm và trở nên vô cùng náo nhiệt. Có lẽ, đây mới là chân lý của pháp tắc sinh mệnh, cướp đoạt, có thể để cho mình trông có vẻ càng hùng mạnh hơn. Nhưng nếu như hướng ánh mắt nhìn lâu dài hơn một chút thì sự truyền bá và ban tặng này mới có thể để sinh mệnh chỉnh thể càng khỏe mạnh hơn. Darien cười cười, hắn đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ lên trán của mình. Tự diễu nói, ôi, rốt cuộc ta đang giả vờ cao thâm làm cái gì đây?
Nhưng thời gian dần trôi qua, nụ cười trên mặt Darien dần dần thu lại, trở nên nghiêm túc và thâm trầm. Cũng không có gì không đúng, đơn giản là sinh mệnh thần giáo vẫn đang luôn đi nhầm đường mà thôi. Truyền thừa không ngừng được truyền xuống, trên cành cây đại thụ bắt đầu kết quả. Đây là tín hiệu thu hoạch, là niềm vui có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng mà những tôm cá vừa được thu hút đến kia, lúc đang nhảy vọt lên xung quanh rễ cây thì lại bị sợi rễ quấn quanh rút đi sự sống trong nháy mắt. Bức tranh lập tức thay đổi, sự sống được vun xuống thế mà trở thành mồi nhử chí mạng, mà sự náo nhiệt tốt đẹp đáng trông ngóng còn chưa bắt đầu thì đã bị hiện thực giá lạnh bóp nát. Chỉ là sự sống xung quanh đây cũng không nhiều, sau khi không còn gì để tiếp tục thu hoạch, những quả trên cây này bắt đầu tự đấu đá nuốt chửng nhau để tranh đoạt chất dinh dưỡng quý giá. Darien thì đứng ở phía dưới, rất bình tĩnh mà quan sát. Cảnh tượng này rất giống với việc mà sinh mệnh thần giáo vẫn đang làm trong mấy kỷ nguyên qua. Vĩnh viễn chiếm đoạt, vĩnh viễn cướp đoạt, vì để dễ chiếm đoạt hơn mà bắt đầu chủ động chăn nuôi. Bởi vậy, sinh mệnh thần giáo có thể sinh ra hai vị chủ thần. Nhưng cho dù có hai vị chủ thần thì trong giai đoạn trước vẫn bị phe ánh sáng uy hiếp, về sau thì bị thần trật tự đuổi đánh, trước mắt thì ngay cả thần giáo chính thống đều bị hủy diệt. Cuối cùng thì kẻ chiến thắng cuối cùng trong quần thể những quả trên cây xuất hiện, vẻ bề ngoài của nó có hình dạng như một quả lê. Nhưng bên trong lại có màu sắc trông tựa hổ phách đang vận chuyển, sau khi truyền thừa thừa tràn vào thì nó tỏa ra thần tính yếu ớt nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Darien phát ra một tiếng thở dài, cảm thán nói, cho nên đồ mà người khác cho dù có tốt thì cuối cùng cũng không phải của mình, mà những gì miễn phí thì lại có giá đắt đỏ nhất. Sau một khắc, Darien phi người đến trước quả kia, đưa tay chạm vào. Lớp vỏ ngoài của thứ trái cây kia tan rã trong nháy mắt, có một ngọn lửa xuất hiện ở phía trong, bên trong ngọn lửa là một mảnh vỡ thần cách. Đây chính là lời thề để nhận lấy truyền thừa sao? Có thể, có chút sáng tạo hơn không? Darien cười, hắn dùng một cái tay khác vỗ vỗ mái đầu chọc lóc của mình kêu bộp bộp, được, ta cho ngươi cơ hội này. Nói xong, hắn buông bỏ tất cả phòng, ngự của cơ thể, để mặc cho cái viên thần cách này rơi vào trong tay. Nguồn sức mạnh tràn vào thân thể, cùng với đó còn có một luồng ý niệm. Giọng nói của Reynolds vang lên trong lòng Darien, chủ tiếp nhận lời thề của ngươi, đồng thời ban cho ngươi vinh dự được hiến tế linh hồn. Rất hiển nhiên là Reynolds đã xem bản thân hắn là thần. Đây cũng không phải là truyền thừa gì, mà là ký sinh, hắn không muốn chết, hắn muốn chạy trốn, cho nên lựa loại phương thức này. Darien gật gật đầu, nói, có thể dâng linh hồn cho ngài là vinh quang của ta, nếu như ngài có thể tìm thấy được nó. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3115, Tang lễ của thần, 2. Đấu trường sinh tử. Sau khi Reynolds dùng sợi dây leo trong tay mình để kêu gọi xong, ngẩng đầu, nhìn về phía Dis ở trước mặt, nói, ta cảm giác thấy mình đã bước vào trong cạm bẫy được bố trí sẵn. Mình bị ép vào trong tuyệt cảnh. Vừa lúc này lại có tín đồ sinh mệnh phù hợp có nhánh của cây sinh mệnh trong tay xuất hiện ở gần, đây cũng không phải là một sự trùng hợp đơn giản. Nhưng hết lần này tới lần khác mình lại không thể không làm thế, bởi vì thật sự không đánh lại đối phương. Dis lại giơ lưỡi hái lên một lần nữa, nói, ngươi có thể lựa chọn không làm vậy, kết quả cũng giống như nhau. Reynolds cười nói, nếu như không phải quy tắc của kỷ nguyên này vẫn còn thì ta sẽ không chật vật như thế. Ngươi cũng sẽ không thong dong như thế. Dis cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương trước ngực mình, đáp lại, nếu như quy tắc của kỷ nguyên này không còn thì ngươi vốn không thể làm ta bị thương được. Ta cực kỳ thưởng thức sự tự tin của ngươi, thậm chí trong mơ hồ ta còn hoài nghi rằng đây có lẽ là sự thật. Được thôi, như ngươi và cháu trai của ngươi muốn, mặc kệ như thế nào, là một tín đồ sinh mệnh thì ta cũng không muốn truyền thừa mà chủ ta để lại vừa tới trong tay của ta thì đã bị mất. Reynolds đặt sợi dây leo trước người, hắn chủ động để tay của mình bị dây leo phân nhánh đâm xuyên qua, máu tươi màu vàng kim tràn vào trong sợi dây leo. Dis thấy thế nhưng cũng không tấn công mà yên tĩnh chờ đợi. Qua một lúc sau thì khí tức của Reynolds đã rơi xuống nhưng trên khóe môi lại hiện ra nụ cười, nói thật, quá tự tin và quá tham lam, có đôi khi sẽ có chuyện xấu xảy ra. Ngay lập tức, Reynolds trợn to hai con ngươi nghiêm nghị nói, cấm, sinh mệnh ký sinh. Cơ thể của hắn bắt đầu hòa tan, linh hồn cũng hóa thành sương mù,
bắt đầu toàn lực đưa tất cả của mình vào trong cái truyền thừa có vẻ rất vĩ đại này. Ha 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 ha, ngươi đã không thể nào ngăn cản ta, cho dù ngươi giết ta ngay bây giờ thì một ta mới sẽ tái sinh trên người mà các ngươi đã sắp xếp kia. Sau lần này ta sẽ lựa chọn một nơi hẻo lánh và bí mật nhất để trốn, ta muốn tận mắt nhìn thấy trật tự thần giáo các ngươi tiêu vong trong đợt thủy triều này. Dis không chỉ không tấn công mà ngược lại thu hồi lưỡi hái chiến tranh. Vào lúc này thì bút ký của thần nguyên lý lại mở ra, hình dáng lão Hoven xuất hiện bên cạnh Dis. Lão Hoven cười mà hô lên về phía Reynolds đã già nua. Này, ta đã nói rồi, ngươi cứ tùy ý mà làm, nếu không tính ra mục đích của ngươi thì xem như ta thua. Mà lúc này cho dù Reynolds đã nhận ra điều không thích hợp, nhưng chính như hắn đã nói lúc trước thì đã không còn ngăn cản kịp. Ban tặng truyền thừa, nuốt chửng linh hồn vật chủ, hoàn thành quá trình ký sinh. Tất cả các trình tự trước mắt đều cực kỳ thuận lợi, nhưng khi chỉ còn một bước cuối cùng thì Reynolds không thể hiểu nổi linh hồn của ngươi đâu. Thứ đáp lại hắn là sự yên tĩnh vô tận. Mình là người thắng nhưng bây giờ lại giống như là bị trục xuất, đi tới một vùng đất không ai biết. Làm sao có thể, sao ngươi có thể chỉ là một con rối sao có thể điều khiển được nhánh của cây sinh mệnh. Một đôi mắt xuất hiện ở phía trên mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, dùng ánh mắt phá vỡ cái màn đen đậm đặc này. Reynolds phát hiện mình đang đứng trong một đầm nước, mà phía trước hắn thì là bức tượng to lớn của cơn nghiện đói, bộ dáng của bức tượng làm hắn cảm thấy có chút quen mắt. Trong lúc âm thầm không một tiếng động thì bóng dáng của Karen phản chiếu ở phía dưới đầm nước. Reynolds rốt cục nhận ra, Karen, ngươi là Karen, Silva của trật tự thần giáo. Hiện nay, danh tiếng của Karen sớm đã không chỉ giới hạn trong quần thể người trẻ tuổi. Từ khi đại tế tự bổ nhiệm anh lên làm thư ký thì ngay cả các trưởng lão trong thần điện thường ngày không quan tâm đến giáo vụ cũng sẽ quen thuộc với sự tồn tại của Karen. Reynolds chỉ vào cái bóng phía dưới, vì sao ngươi lại ở dưới này? Karen, có khả năng rằng người ở phía dưới thật ra là ngươi không? Vừa dứt lời thì tựa như có một bàn tay vô hình thao tác, đầm nước giống như một cái đồng hồ cát, thay đổi góc độ. Reynolds ngẩng đầu, nhìn thấy Karen đứng ở phía trên mình, đối phương hoàn toàn áp đảo hắn, kết hợp với pho tượng to lớn kia để hình thành uy thế trấn áp cực kỳ đáng sợ. Thì ra người thật sự ở phía dưới lại là mình. Không, nơi này là nơi nào, đây nơi nào? Ngươi đã tiếp thụ truyền thừa sinh mệnh mà lại không nhìn ra được đây là nơi nào sao? Hay vẫn là do thần sinh mệnh quá hẹp hòi và cũng quá keo kiệt rồi. Những người trong quan tài đều là con rối của Karen. Reynolds ký sinh nhằm vào Darien thì chẳng khác gì là đang tranh chấp quyền sở hữu với Karen, cho nên hắn tất nhiên sẽ trực tiếp đối đầu với Karen. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Có thể thấy được sở dĩ rằng Reynolds vẫn đang khăng khăng muốn hỏi câu này thì chắc hẳn trong lòng hắn đã có một suy đoán đáng sợ nào đó. Chỉ có điều là suy đoán này quá mức kinh khủng, bản thân hắn càng không thể nào tiếp nhận được. Được rồi, ngươi có thể kết thúc. Karen giơ tay lên, pho tượng nghiện đói với bộ dáng tương tự ở phía sau cũng giơ tay lên, chụp về phía Reynolds. Khí tức trật tự thần thánh đánh nát chút lòng may mắn cuối cùng còn sót lại của Reynolds. Hắn gào thét lên, vì sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi còn ở trên trời sao? Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Rất xin lỗi, bây giờ ta có chút bận rộn, không có thừa thời gian để trò chuyện với ngươi. Thần trật tự vĩ đại, nếu ngài đã giáng lâm vậy thì xin ngài ban cho ta một cái vị trí, ta sẽ dâng hệ thống sinh mệnh cho ngài. Ta nguyện ý thần phục dưới chân ngài, trở thành thần chi nhánh hiệu chung và chinh chiến vì ngài. Karen mỉm cười lắc đầu, ta không thích. Ầm. Pho tượng nghiện đói nắm chặt nắm đấm, đầm nước vì vậy mà sôi sục lên, rất nhanh, lại tiêu biến thành vô hình rồi bình tĩnh trở lại. Chỉ có điều những vết tích rõ ràng nhất trong đầm nước trước đây hẳn là Dicklo, Morindi, Buchan bởi vì bọn họ là nhóm người có thực lực mạnh nhất trong đám. Nhưng bây giờ người xếp số 1 chính là Darien, đứng thứ 2 là lão Saman. Lần này Darien nuốt được mùi lớn, ở trong đầm nước của mình đã mọc ra hư ảnh của một cây sinh mệnh. Còn lão Saman thì có thêm một cái lăng kính do lấy được truyền thừa từ giáo tôn tiền nhiệm của Pamine giáo. Trừ cái đó ra thì trong đầm nước bây giờ còn hiện ra dấu tích của những người không ở trong quan tài, ví như một thanh đao ác mộng, một tấm khiên tròn, một con sâu gióm màu trắng. Karen nhìn chăm chú vào con sâu gióm kia thêm một chút, không nghĩ tới Richard lại sùng bái mình như thế. Mặc dù không trải qua quá trình ở trong khán thính phòng của trang viên Ellen,
nhưng quan hệ ràng buộc giữa đôi bên cũng không kém Philomena chút nào. Thời gian cấp bách, Karen cũng không dừng lại lâu, mà là nhắm mắt lại rồi sau đó mở mắt trong hiện thực ra. Quân đoàn trưởng. Dina tò mò nhìn Karen, lúc trước sau khi Karen tiến vào lều thông tin thì đã nhắm mắt lại giống như là ngủ thiếp đi. Đã truyền tin tức ra ngoài rồi sao? Karen hỏi. Ừm, đã phát ra ngoài, mà cũng lập tức thu lại được tin phản hồi từ bên kia, người cầm roi, hồng y giáo chủ ai nấy cũng đều rất vội vã. Có thể không nóng này sao? Nếu như nói trước đó ỷ vào tín ngưỡng thành kính đối với trật tự còn có thể có dũng khí để chính biến mà nói thì bây giờ khi thủ lĩnh trở về, trong lòng bọn họ chắc chắn là sợ vô cùng. Trong đầu Karen cũng đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng người cầm roi vừa ăn binh xu vừa run. Phản hồi lại cho người cầm roi trước, còn những vị khác. Trước hết cũng không cần để ý tới. Được rồi, quân đoàn trưởng. Karen đi ra khỏi lều vải. Trên những đài cao hình trụ kia thì trưởng lão thần điện của các thần giáo kia vẫn còn ở đó. Ngoại trừ một số nhỏ đã rời đi thì phần lớn vẫn còn ở lại nơi này. Sau khi trải qua một loạt diễn biến khi nãy thì bọn hắn thực sự rất muốn biết dự định trong bước kế tiếp của trật tự thần giáo. Chương 3116, tang lễ của thần. A. Thật ra dự định của trật tự đã sớm viết lên trên trán, nhưng có lẽ điều mà bọn hắn lo lắng chính là lần này là chủ thần sinh mệnh, lần tiếp theo có thể đến lượt chủ thần nhà mình bị vây đánh rồi chết trước khi trở về hay không. Karen không đi tham gia vào cuộc náo nhiệt này mà ánh mắt băn khoăn, tìm kiếm bóng dáng của đại tế tự. Rất nhanh đã tìm thấy, bởi vì đại tế tự đang rảo bước trên vị trí cũ của biển đen đã khô cạn. Bên cạnh hắn không có ai đi cùng, trông vô cùng cô độc. Thiên mị hóa thành cánh, Karen nhanh chóng bay đến. Biển đen bốc hơi bị thay thế bởi những hạt cát màu vàng kim, thần hỏa thiêu rụi, không chỉ đã để chúng thần cùng nhau chết đi mà cũng vừa lúc hạ thấp mức độ ô nhiễm xuống điểm thấp nhất. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất ở trong này vẫn là do những thần linh kia cũng không thật sự trở về thế giới này. Nếu không thì cho dù có đốt cháy sạch sẽ thì ba vị cấp chủ thần và một đám tiểu thần chết ở đây thì cũng đủ biến cái vườn sinh mệnh đã rách nát này trở thành một vùng quỷ vực ô nhiễm. Thật ra thì đến bây giờ, tất cả mọi người trên thế giới này cũng đều đang được thần trật tự tiếp tục che chở. Karen hạ độ cao xuống, đứng đằng sau đại tế tự. Đã thông báo rồi sao? Thưa đại tế tự, đều đã thông báo xong. Trong lúc thông báo còn đồng thời tiện tay giải quyết một con cá lớn vừa được câu lên. Đại tế tự tiếp tục dạo bước trên mặt cát, Karen duy trì tốc độ bước theo. Một lát sau, đại tế tự dừng bước lại, nơi này là khu vực trung tâm nhất của ba chủ thần bị thiêu đốt. Đại tế tự nhắm mắt lại, nói, người bạn cũ đã không gặp suốt một kỷ nguyên, chờ đến lúc gặp được thì lại ngắn ngủi như vậy. Nhất là trong mấy lần tiếp xúc trước ta còn không biết mình là Tyrannus, lời đáp lại từ phía hắn cũng đến từ phần bị ô nhiễm. Karen cố ý đổi chủ đề, nói, ta càng muốn xem ngài như là Norton. Đại tế tự mỉm cười nói, trong năm tháng dài đằng đẵng của ta có thể có một khoảng thời gian được gọi là Norton đã làm ta cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo và cũng rất vinh hạnh. Karen nhẹ gật đầu, Norton không tồn tại, nhưng thứ biến mất chỉ là thân phận và cái tên này. Norton, bổ sung Tyrannus, cũng có thể nói, Tyrannus là Norton kéo dài. Karen, ngươi là thư ký của ta, bây giờ ta cho ngươi hai con đường để lựa chọn. Xin ngài chỉ thị. Ta sẽ sắp xếp để Chris trở thành đại diện đại tế tự, quen việc sử dụng quyền lực, ngươi có thể tiếp tục làm thư ký trưởng cho hắn, thích ứng trước hoàn cảnh một chút. Có hắn làm người quá độ thì đời tiếp theo cũng tự nhiên là ngươi rồi, ta nghĩ với năng lực của ngươi cũng hẳn sẽ không để chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Đại tế tự, ta chọn con đường thứ hai. Tiếp theo sau ta sẽ không có quá nhiều thời gian để lo liệu công việc giáo đình, bởi vì ta muốn từng bước đến các lỗ hổng, đón chào những người bạn cũ trở về rồi nhìn bọn họ ngã xuống. Trong quá trình này ta cần một người giúp ta sắp xếp, hoàn cảnh khác nhau sẽ có đối thủ khác nhau, trong lúc đó có lẽ cũng sẽ phát sinh một vài việc. Ngoài ý muốn, mặc dù không đến mức tạo ra gợn sóng gì quá lớn, nhưng việc chuẩn bị vẫn cần phải làm. Xin ngài hãy giao công việc này cho ta đi. Ngươi nên biết rõ, trong lúc ngươi không có mặt thì quyền lực bị bỏ trống, vậy chờ đến lúc ngươi trở về thì có thể cũng không có vị trí của ngươi. Đừng tưởng rằng đám người Chris không có ý nghĩ riêng. Cũng đừng tưởng rằng dựa vào quan hệ với mấy vị kia ở phố Minh thì sẽ có thể tùy tiện khống chế cục diện giáo đình. Karen, ngươi không nên hối hận. Không có gì để hối hận,
ngài đã đề ra một phương hướng không thể thay đổi cho sự vận hành của thần giáo. Đám người Chris cũng chỉ có thể tiếp tục chấp hành, lúc này, có ta hay không có ta thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cục diện. Cho nên, người trẻ tuổi nên vẫn ham chơi phải không? Chán ghét tranh đấu quyền lực trong giáo đình hay là đi mắt thấy cùng chứng kiến sự bắt đầu và kết thúc của các câu chuyện ngày xưa sẽ càng thêm thú vị. Không, là bởi vì ta muốn làm chút gì đó cho ngài và các vị đại nhân. Ha ha, vậy ngươi nói thử xem, ngươi có thể làm cái gì đây? Phải biết rằng vào lúc này ngay cả kỵ sĩ đoàn cũng sẽ không có cơ hội để ra tay quá nhiều. Một chuyện rất đơn giản và cũng không tính là chuyện xa lạ gì đối với các tín đồ trật tự. Ồ, ta muốn chuẩn bị tang lễ cho các vị. Đinh linh linh. Ánh nắng buổi sáng xuyên thấu qua cửa sổ ngoài sân vườn của căn phòng ở tầng hầm, trên tủ đầu giường, chiếc đồng hồ báo thức được ánh nắng chiếu vào lúc này phát ra tiếng kêu vang. Neo nằm trên giường trở mình, đưa tay mò tới đồng hồ báo thức. Đây vốn là một cái đồng hồ báo thức kiểu cũ rỉ sét lại đang bắt đầu hòa tan, sau khi hòa tan thành thể lỏng thì lại bắt đầu tái tạo, biến hóa thành hình tượng của một con mèo hoa ngu ngơ đáng yêu. Tiếng chuông báo thức cũng chuyển hóa thành âm thanh trong trẻo, cái đồng hồ báo thức hóa thành một con mèo phát nhạc. Neo mở mắt ra, nhìn thoáng qua thần tích do mình vô ý tạo ra, không chỉ không cảm thấy có chút cảm giác thành tựu nào mà ngược lại cảm nhận được một sự trào phúng. Bên kia Karen ở tuyến đầu đang bận rộn chống cự chư thần trở về, mình ở đây lại trở thành một kẻ yêu thích làm đồ thủ công. Nhưng vấn đề là Neo cũng không cảm thấy sâu trong nội tâm mình có cái niềm yêu thích này, liền xem như có, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Cho nên, chỉ có thể quy cái vấn đề này thành tệ nạn ánh sáng. Tín đồ ánh sáng thành kính luôn có một loại tình tiết tự thiêu đốt bản thân, cái này thật đúng là không phải bị ảnh hưởng bởi giáo nghĩa, có lẽ chính bản thân thần ánh sáng cũng có loại khuynh hướng này. Quá yêu quý sự tốt đẹp của thế gian, vì thế mà không tiếc để cho mình cũng dung nhập vào trong sự tốt đẹp này. Một loạt cảm giác tốt đẹp nếu thay thế bối cảnh hơi lạnh đi một chút, lại chuyển góc nhìn thì sẽ biến thành tình tiết tràn đầy sự bị quan và chán đời. Neo ngồi dậy khỏi giường, mở cửa phòng ngủ ra sau đó đi vào căn phòng làm việc dưới tầng hầm của Mary ở sát vách, cầm lấy cái ống nước trong phòng làm việc mà phu nhân Mary hay dùng để cọ rửa thi thể để rửa mặt. Tiếng vang có tiết tấu của đôi giày ra đến gần từ xa, rất nhanh thì Mina xuất hiện trước cửa. Chú Neo, bữa sáng chuẩn bị xong rồi, có cần cháu bưng xuống cho chú không? Không cần. Để ta tự lên ăn, đúng rồi, cái hộp nhạc trên tủ đầu giường trong phòng là quà sinh nhật ta chuẩn bị cho cháu đấy. Thật sao, cảm ơn chú Neo. Neo rời khỏi tầng hầm, đi lên lầu 2, bữa sáng đã được đặt lên bàn, những người khác chắc là đều đã dùng rồi. Nhưng mà Neo vừa ngồi xuống thì đã nhìn thấy một quyển sách bồng bềnh bay đến, đặt xuống ở phía đối diện, hình ảnh của lão Hoven lập tức hiện ra. Chỉ thấy lão Hoven bưng ly cà phê vốn được đặt trước mặt Neo lên, rất yêu nhã mà uống một ngụm, bình luận, ai, không dễ uống bằng cà phê của con mèo kia. Nói nhảm, con mèo kia uống hàng giới hạn được tiểu thế giới cung ứng đấy. Neo biết, Karen không có yêu cầu tiêu chuẩn gì đối với cuộc sống bản thân nhưng nguyện ý cung cấp cho PALL đãi ngộ tốt nhất trong nhà. Dạo gần đây ngươi cảm thấy như thế nào? Lão Hoven quan tâm hỏi. Neo đưa bàn tay mở ra, đặt ở trên bàn ăn, sau một khắc, trên bàn ăn bắt đầu mọc ra chồi non. Còn có thêm hư ảnh của các sinh vật như tiểu thiên sứ bay vờn quanh, khung cảnh tốt đẹp như một chốn rừng cây. Sau khi thể hiện ra xong, Neo rút tay về, bàn ăn lại biến trở về trạng thái ban đầu. Lão Hoven bình luận, không sai, có thể đi gánh xiếc thú nhận việc làm ảo thuật ra biểu diễn chính. Neo thở dài nói, vẫn không sờ đến cánh cửa thần mục. Ngươi không cần tạo áp lực quá lớn cho bản thân, không nên so sánh với cháu trai Karen của ta. Lão có thể ngậm miệng rồi đấy. Ha ha, thật ra thì ngươi tiến bộ đã rất mau. Nói một câu để trong lòng ngươi trấn an thì truyền thừa ánh sáng chỉ là thất lạc, mà truyền thừa trật tự thì là do thần trật tự sắp xếp tuyển chọn. Cháu của ta có được cơn nghiện đói trật tự, còn ngươi thì cũng chỉ là một cái ngón tay. Cho nên, ngươi không cần tạo cho mình áp lực quá lớn. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3117, Tang lễ của thần, 4. Ta không có vấn đề. Ta biết ngươi nhìn rất thoáng, ngươi xem đi,
cái tên trồng cây và làm quan tài kia đều có được mảnh vỡ thần cách rồi. Lão Hoven nói đến Darien và lão Saman, thứ đó cũng không có ý nghĩa gì. Đúng là không có ý nghĩa gì, nhưng đặt ở trong dĩ vãng, bọn hắn cũng không cơ hội này và càng không khả năng đụng vào loại kỳ ngộ như thế. Chỉ có điều kỷ nguyên đang thay đổi trước mắt, bàn poker bắt đầu một đợt xào bài mới mà thôi. Lúc này, không quan tâm là bài tốt hay vẫn là xấu bài, ít nhất phải cầm lấy mấy tấm vào trong tay, nếu không thì cũng không có tư cách để ngồi vào bàn. Tâm trạng sáng nay của ta vốn cũng không tệ lắm, đáng tiếc là gặp phải ngươi. Lúc này, dưới lầu có tiếng của bà Molly vang lên, bà ta đang nói chuyện với Minna, chúc sinh nhật vui vẻ. Tiểu thư Minna, đây là món quà mà thiếu gia Karen cố ý để ta mang đến, hy vọng cô có thể thích. Thay ta cảm ơn anh Karen. Lão Hoven lại nhấp một hớp cà phê, khóe miệng nở nụ cười, cháu của ta luôn luôn có thể mang lại đủ sự ấm áp cho người nhà, bất cứ chuyện gì đều có thể làm chu đáo. Neo tức giận liếc mắt nhìn lão Hoven, lão có tin rằng cái tên Karen kia vốn cũng chả nhớ đến chuyện này mà là do cái radio ở bên cạnh chuẩn bị không? Lão Hoven nhún vai, hỏi ngược lại, cuộc sống tốt đẹp, tại sao cần phải quá chú trọng vào chi tiết như vậy đâu? Ngươi xem, đây chính là nguyên nhân mà ngươi sống không vui vẻ đấy. Ha 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 ha. Neo đưa tay đến, chuẩn bị chụp lấy quyển bút ký kia. Lúc này quyển bút ký bay khỏi, lão Hoven cảnh giác nói, ngươi muốn làm cái gì? Những người khác rất khó tạo ra uy hiếp gì cho quyển bút ký, nhưng cái tên trước mắt này là một trường hợp ngoại lệ. Có trời mới biết cái bàn tay ánh sáng của hắn sẽ tạo ra ảnh hưởng gì cho quyển bút ký. Mang đến cho ngươi chút niềm vui không xác định. Ha ha, gần đây thì ta nghĩ ra cho ngươi một biện pháp có thể trợ giúp ngươi đột phá. Nói, phương pháp này rất đơn giản, ta biết, cái tổ chức tàn dư ánh sáng lớn nhất kia là của cháu ta. Là của ta. Lão Hoven mỉm cười, ha ha ha, không phải là không thể được. Neo xoa xoa đôi bàn tay, nếu ngươi không nói thì ta tự lật sách tìm. Thật ra thì phương pháp rất đơn giản, lúc trước thì không cách nào tưởng tượng, càng không cách nào làm được, nhưng bây giờ có rất nhiều lỗ hổng xuất hiện, hoàn cảnh bên dưới hoàn toàn có khả thi. Nếu thành công thì ngươi sẽ có thể thuận thế mà đứng ở trên địa vị pháp lý cao nhất của ánh sáng. Chờ sau khi kỷ nguyên thay đổi thì đương nhiên ngươi có thể nhận được càng nhiều di sản và sự chăm sóc. Thần ánh sáng đã chết, nhưng thần chi nhánh của ánh sáng cũng không ít và thua kém gì trật tự. Neo hiểu rõ, nói, ý của lão là để cho ta. Trung kiến ánh sáng thần giáo, Karen đẩy xe lăn đi vào chỗ bàn trà được dòng nước bao quanh trong thần điện công vụ, đại tế tự ngồi ở bên trong nhìn xem một chiếc đồng hồ cát được đặt ở trên bàn. Dòng cát vàng bên trong chiếc đồng hồ rất trơn mảnh, tựa như một dòng nước màu vàng. Đây là những hạt cát mà đại tế tự tự tay lấy về ở chỗ biển đen đã khô cạn của vườn sinh mệnh. Bên trong có hỗn hợp rất nhiều những tàn tích còn sót lại của Ogurev và các thần linh khác chết trong biển lửa. Đại tế tự, xe lăn đến rồi. Bộ môn rèn đúc dựa theo yêu cầu mà đẩy nhanh tốc độ chế tạo xe lăn đặc chế, bên trong được trang bị rất nhiều trận pháp cao cấp, dùng nguyên liệu vô cùng quý giá, tạo nên một thứ tương đương với thánh khí cao cấp nhất. Đại tế tự nhẹ gật đầu, chỉ vào chiếc đồng hồ cát trước mặt mà nói, ta cảm thấy ta muốn thu hồi những lời mà ta nói với ngươi ngày đó, ta không nên nói tang lễ là một chuyện không có ý nghĩa. Những ngày gần đây, ta bắt đầu mặc sức tưởng tượng sau khi chúng ta đều chết đi, tang lễ được tổ chức cho chúng ta sẽ có cảnh tượng ra sao. Karen mỉm cười nói, đại tế tự, lúc ngài vừa chỉ có dấu hiệu mất phương hướng thì đã không thể nào khống chế thế cục phía dưới. Đợi đến khi ngài đi rồi thì có tổ chức tang lễ hay không cũng không phải là chuyện do ngài quyết định. Đại tế tự nhìn thoáng qua Karen, nói, ta thích cảm giác nói chuyện cùng ngươi, ngươi cực kỳ cẩn thận, nhưng lại chưa từng câu nệ, làm được vậy cũng không dễ dàng gì. Ngài quá khen, đây là nhờ vào con đường đi lên từ bậc cơ sở mà rèn luyện ra được. Người khác muốn luyện cũng không luyện được, bọn hắn không giống ngươi, trong thực chất thiếu đi sự kính sợ kia. Đại tế tự, mấy vị kia đến rồi sao? Thưa ngài, ba vị giáo tôn của Bạo Phong thần giáo, Hắc Nham thần giáo, Thủy Tỉnh thần giáo đã tới, hiện tại đang sắp xếp để họ nghỉ ngơi, hội nghị kín dự tính tổ chức vào lúc 8 giờ tối. Được rồi, đoán chừng bọn hắn cũng không nghỉ ngơi được, ta đi gặp bọn họ trước đi, thuận tiện nói trước cho đám người Chris về hội nghị. Vâng, đại tế tự đứng người lên, đi đến trước xe lăn, ngồi xuống. Karen chuyển hướng xe lăn, đẩy ra ngoài kết giới.
có biết vì sao ta muốn ngồi xe lăn không? Ngài sợ rằng nếu mình đứng thì Hồng Y giáo chủ Chris cũng không dám ngồi xuống. Ha ha ha, đại tế tự cười, vì dễ chịu. Hiện tại, trạng thái của đại tế tự rất đặc thù, bản thể trước đây giống như Ogurev, không chính thức trở về. Nhưng hắn lại có thể triệu hồi sức mạnh của bản tôn ở trong thế giới này để hỗ trợ các đồng đội cũ đi giải quyết các đối tượng bị phong ấn chủ yếu. Trên lý luận mà nói thì đại tế tự sẽ càng ngày càng suy yếu, cho đến khi tự bào mòn mình hoàn toàn. Cũng mặc kệ có suy yếu như thế nào thì cũng không tới nỗi phải cần đến xe lăn, mà sở dĩ làm như thế là vì để quá độ quyền lực tiếp sau này. Karen cảm thấy Chris và đám người Verdon thật sự rất đáng thương, đi theo một vị thủ lĩnh như thế này thì quả thực là một sự tra tấn cả đời. Bọn hắn giống như là những cái vắt mì bị đại tế tự nhào đi nhào lại thay đổi hình dạng. Chờ đến lúc đại tế tự mỏi tay thì bọn hắn còn phải chủ động phối hợp tự nhào nặn mình để đại tế tự thấy vui. Trong lúc đi, Karen hỏi, đại tế tự, thuộc hạ thất trách, tạm thời còn chưa tìm được nguyên nhân khiến tin tức bị lộ ra ngoài. Ba chỗ lỗ hổng khác thực tế cũng cách không quá xa, trên danh nghĩa là ba không gian khai thác độc lập, nhưng tọa độ đều ở trên một nơi gọi là cao nguyên băng Panro. Chờ đến lúc thần giáng lâm thì có khả năng lớn là không gian ngăn cách sẽ bị loại trừ, cho nên cái vị trí của ba lỗ hổng này trên thực tế là một. Mà bởi vì lần trước lỗ hổng ở vườn sinh mệnh mở ra trước thời hạn nên lần này lỗ hổng thứ hai, thứ ba và lỗ hổng thứ tư xuất hiện theo trình tự cũng sẽ bị thay đổi thời gian. Căn cứ theo báo cáo thăm dò mới nhất thì cả ba khu vực này không chỉ xuất hiện cùng một chỗ mà còn có thể là trong cùng một giai đoạn. Trên báo cáo thăm dò còn ghi chú thân phận của ba vị thần chi nhánh trật tự và ba vị chủ thần. Đây vốn nên là thông tin tuyệt mật, bây giờ thì giáo tôn ba thần giáo của ba vị chủ thần kia cùng nhau đến giáo đình trật tự. Đồng thời, tình báo mới nhất biểu hiện rằng cả ba thần giáo này đã hoàn thành công việc chuẩn bị chiến đấu. Rất hiển nhiên rằng bọn hắn đang dự định tự mình nghênh đón chủ thần nhà mình trở về. Đại tế tự hỏi ngược lại, ngươi là đang tự kiểm điểm hay là đang thăm dò? Karen không có tiếp tục che lấp, hỏi, tuy nói mỗi thần giáo chính thống đều có thể có con đường tắt để liên hệ với chủ thần nhà mình. Mà loại đường tắt này cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng khi bước chân trở về của chư thần càng gần, nhưng ta vẫn cảm thấy lần này hẳn là có liên quan đến việc bí mật bị lộ ra ngoài. Nếu không thì cũng không cách nào giải thích được vì sao lần này bọn hắn có thể làm việc với hiệu suất cao đến thế. Dù sao cũng là việc liên quan đến chủ thần nhà mình, hiệu suất cao một chút thì cũng bình thường. Trong khoảng thời gian trước đây thì chúng ta luôn luôn đối mặt với sự ngu xuẩn, ích kỷ và sa đọa của các thần giáo, nhưng cũng không cần bởi vì bọn chúng ngẫu nhiên phát huy theo lẽ bình thường mà phải cảm thấy kinh ngạc. Đây là cục diện nhất định sẽ gặp phải. Lúc chủ thần sinh mệnh trở về, trật tự thần giáo đã giải quyết sinh mệnh thần giáo trước một bước nên khi đó mới có thể cực kỳ ung dung đối mặt với lỗ hổng. Lần này, hiển nhiên là không thể nào thoải mái như lần trước. Chỉ là Karen vẫn còn có chút không hiểu, đại tế tự, không phải ngài lại đang giấu giếm gì đó chứ. Đây là thái độ nói chuyện của một thư ký như ngươi sao? Những thư ký khác đều cần phải suy đoán ý đồ của cấp trên đấy. Ngài biết thói quen của ta không thích đoán, bởi vì ta thật không thích nhân lực của chúng ta bị tổn thất. Ngươi còn xem đại cục làm trọng hơn cả đại tế tự ta đấy, ha ha. Đại tế tự, ta cần đưa ra phương án. Đại tế tự giơ tay lên, nhẹ nhàng khoa tay một chút, nói, như cũ. Chương 3118, tang lễ của thần, 5. Trong phòng hội nghị bí mật, ba vị giáo tôn đã ngồi xuống. Sau khi Karen đẩy đại tế tự vào thì xoay người đóng cửa phòng họp lại. Những người đang ngồi là người dẫn gió Lusat, West của Bạo Phong Thần Giáo, Lực Vương Senro, Jessica của Hắc Nham Thần Giáo, Thợ Điêu Khắc Phan Selena, Đia của Thủy Tỉnh Thần Giáo. Xưng hô của người đứng đầu Hắc Nham Thần Giáo bất kể là dùng loại ngôn ngữ nào để phiên dịch thì đều có ý nghĩa ngay thẳng như thế, còn vị đứng đầu Pha Lê Thần Giáo kia có xuất thân từ gia tộc Thần Lộc. Giữa những sợi tóc có thể thấy được hai cái sừng hươu nhỏ lờ mờ ẩn hiện. Tương truyền rằng tổ tiên gia tộc của vị này là hươu thần hình người do chính tay thần Pha Lê điêu khắc. Hậu thuẫn của cả ba vị này đều là thần giáo chính thống, nhưng nếu sắp xếp theo nội lực thì rõ ràng Bạo Phong Thần Giáo cao hơn một bậc. Bởi vậy sau khi đại tế tự đi vào, người dẫn gió Lusat đứng dậy trước. Senro và Phan Selena cũng lập tức đứng dậy, đứng ở sau lưng Lusat. Mặc dù đại tế tự trật tự đang ngồi,
nhưng trên mặt khí thế chẳng những không có yếu hơn mà ngược lại còn áp chế bọn hắn. Đây không chỉ bắt nguồn từ lực lượng của thần giáo, càng có áp lực thực chất mà thân phận bí mật nhưng gần như đã được công khai gần đây của Đại Tế Tự Trật Tự. Bọn hắn là đang đối mặt với thần linh. Ở trên chiến trường sa mạc, liên minh giáo hội từng được dựng lên để vật tay với trật tự thần giáo. Nhưng trên thực tế thì loại liên minh này cũng không có tính cân đối và thống nhất thật sự. Nếu như đi nhằm vào một thần giáo chính thống bình thường khác hoặc là đi bắt nạt chia cắt các thần giáo tầm trung thì liên minh sẽ rất thuận lợi. Nhưng đối mặt với trật tự có đủ can đảm để ra tay lật bàn thì lại trở thành một con hổ giấy. Nhưng mà Karen rất rõ ràng trong này cũng không thiếu một phần từ sự phân hóa và tan rã từ phía trật tự. Nói ngắn gọn thì ngươi cứ đi liên hợp của ngươi, còn ta thì đánh của ta. Cao nguyên băng Panro là khu truyền giáo của trật tự từ xưa đến nay. Ba thần giáo chúng ta dự định thuê một năm, tiền thuê có thể thương lượng. Hiển nhiên, bọn hắn đã xác định vị trí và thời gian sơ lược mà cả ba thần giáo này đều dự định cùng nhau tiến lùi. Loại quan hệ liên minh nhỏ này sẽ rất chặt chẽ bởi vì dính đến chủ thần nhà mình, dùng mắt thường thì cũng có thể nhìn thấy mục tiêu chung của các bên. Nếu như trật tự không lùi bước, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn khai chiến, ít ra thì cũng phải tranh đoạt quyền khống chế cao nguyên băng Panro. Dùng việc khai chiến làm ẩn dụ để uy hiếp trật tự, không thể không nói rằng đây quả thật là chuyện rất cần lòng can đảm, trước đây đều là do trật tự dùng việc khai chiến để áp lực người khác. Sau khi Lusat lên tiếng, trong phòng họp trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại mùi hương gỗ đặc thù của bàn ghế trong phòng. Nhưng mà bước phát triển tiếp theo của tình thế này lại làm cho ba vị giáo tôn trừng to mắt không dám tin. Chỉ thấy Đại Tế Tự mở hai tay ra mà gật đầu một cách rất tùy ý, đồng ý. Hội nghị kết thúc, Karen đẩy Đại Tế Tự trở về thần điện công vụ. Đại Tế Tự hỏi, sao ngươi yên lặng thế? Ta tin tưởng ngài đã có sự sắp đặt của mình từ sớm. À, vậy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lại giơ đao lên gác ở trên cổ rồi chất vấn hành động của ta. Lần trước, ta cũng tin tưởng ngài. Ừm, ta biết. Sau khi tiến vào thần điện công vụ, Karen trông thấy lấy. Chris đã dẫn đầu một đám các nhân vật lớn mà tập hợp ở đây. Tổng cộng 30 vị, mỗi một vị đều là người đứng đầu của một hệ thống, có 8 vị là khuôn mặt mới, cũng không phải không biết mặt. Mà vốn là những người đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3, dù sao thì trước đây những người này cũng không có tư cách tham gia họp. Nguyên nhân mà họ xuất hiện ở đây đó là do 8 vị cấp trên đứng đầu của bọn họ không tích cực hưởng ứng và tham dự chuỗi hành động chính biến của đám Chris và Verdon. Bởi vì bọn hắn quá mức trung thành với Đại Tế Tự mà bị Đại Tế Tự bãi miễn. Bởi vậy những người đang đứng ở đây đều có thể xem là phần tử phản động. Một đám các nhân vật lớn nép người chừa ra một con đường, Karen đẩy Đại Tế Tự đi ngang qua. Trên khóe mắt không kìm nén được sự hưng phấn là những người được đẩy lên để bổ sung vị trí. Mặc kệ phân công quản lý cái hệ thống nào thì tính trên số ghế đều thuộc về người mới, thậm chí tính ra thì Karen còn già dặn hơn bọn hắn. Những người vẻ mặt có chút phức tạp là tầng trung, mang theo sự áy náy, mang theo vẻ bất an, mang theo sự khó chịu. Mà ba vị hồng y giáo chủ, người cầm roi, người quản lý không gian phong ấn vân vân thì vẻ mặt tự nhiên, có người trên mặt còn mỉm cười. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi người vẫn giống như trước kia, không hổ là các nhân vật lớn có thể đứng ở hàng ghế trước 20. Đại Tế Tự được đẩy đến phía sau cùng thì đám người phía dưới cùng hành lễ tập thể, bái kiến Đại Tế Tự, bái kiến Đại Tế Tự. Ánh mắt của Đại Tế Tự nhìn về một bên, Karen hiểu ý, đi qua lấy cái ghế làm việc đến, đặt ở phía dưới Đại Tế Tự. Chris ngồi. Tất cả đều đã có tiếng gió, hôm nay ở đây chính thức xác định. Qua mấy ngày nữa khi ở trên hội nghị bàn tròn sẽ để cho hắn chính thức trở thành đại diện của Đại Tế Tự. Vâng, Đại Tế Tự. Chris không có từ chối, thậm chí cũng không có nói lời cảm tạ. Bởi vì tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng chỉ cần một ngày Norton còn không có tiêu tán thì người đại diện Đại Tế Tự như hắn cũng chỉ là một con rối. Chris ngồi xuống, sau đó lại đứng người lên, đứng trở về vị trí. Cuộc quá độ quyền lực với quy cách cực kỳ cao nhưng lại vô cùng cầu thả này xem như đã hoàn thành. Rất giống mục sư cầu nguyện trong tang lễ, ai cũng không rõ ràng rằng người chết nằm trong quan tài cũng chẳng nghe thấy lời cầu nguyện. Đại Tế Tự mở miệng nói, ta cũng không muốn nói nhiều lời nhảm nhí. Tóm lại, nhớ kỹ một điều là ta đưa các ngươi đưa lên trên vị trí này, nhưng không phải để các ngươi ở trên vị trí này mà hưởng thụ, ta là muốn dẫn các ngươi đi chết. Ha ha!
các vị, ta sẽ chết trước, chờ đến khi chết rồi thì ta sẽ ở trên trời. Ta sẽ nhìn chằm chằm vào các ngươi thông qua các bức tranh vẽ tường, nhắc nhở các ngươi qua lời cầu nguyện của các tín đồ. Mau mau theo ta. Đám người đứng phía dưới đều vô cùng nghiêm trang. Đại tế tự ra hiệu Karen đẩy xe lăn. Karen đẩy xe lăn hướng về chỗ bàn trà trong kết giới. Mọi người thấy thế, cũng nhao nhao hành lễ, sau đó tự mình quay người bước ra khỏi thần điện công vụ. Đại tế tự giơ tay lên, Karen dừng xe lăn. Karen phát hiện đại tế tự đang nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú. Karen nhìn sang theo ánh mắt của đại tế tự, nhìn vào bóng lưng đang rời khỏi của các nhân vật lớn kia. Lúc này, đại tế tự bỗng nhiên mở miệng nói, này. Một tiếng này này đã để toàn bộ các nhân vật lớn đang rời đi kia đều dừng bước, sau đó tập thể quay người hướng mặt về phía đại tế tự, làm động tác cung kính lắng nghe chờ chỉ thị. Đại tế tự cười nói, ha ha, cũng không chỉ mỗi ta, thần trật tự vĩ đại cũng đang nhìn các ngươi đấy. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3119, tang lễ của thần, 6. Giống, cơ thể to lớn như một dãy núi của băng xương cự long bay lượn phía trên cao nguyên băng, hoàn cảnh nơi này để Aoji cảm thấy thoải mái vui vẻ. Chỉ thấy Aoji ngẩng đầu rồng, sau khi tụ lực thì miệng phun ra, trong một hồi tiếng động dữ dội thì một sông băng xuất hiện nghiền nát mặt đất, trông vô cùng hùng vĩ. Một loạt động tác này giống như là một con cá vàng nhỏ sau khi trở lại trong hồ cá sau thì vui vẻ trồi lên mặt nước nhả bong bóng, chỉ có điều là cái bong bóng này của Aoji có hơi lớn. Sau khi làm xong, Aoji rất kiêu ngạo mà quay đầu nhìn về phía Connor đứng ở trên lưng mình, đây là đang khoe khoang. Hừ hừ. Hai tay Connor chống nạnh, phát ra tiếng khinh thường, nói, nào rồng ngốc, để ta cho ngươi mở mang kiến thức về sức mạnh của bài tập. Không, sức mạnh của tri thức. Nói xong, Connor thả người nhảy lên khỏi lưng rồng, trong lúc rơi xuống thì hóa người thành rồng. Aoji đầu tiên là giật nảy mình, cô không ngờ tới thân rồng của Connor đã lớn như vậy, không thể không nhích người nhường chỗ cho Connor. Mặc dù cả người Connor trắng nõn nhưng nhìn vào cũng không đơn điệu, trên móng vuốt của cốt long có khảm những viên đá quý óng ánh, mỗi một viên đều vô cùng quý giá. Có sức mạnh quy tắc thuộc tính đặc biệt, đó là nhờ Karen lấy giúp Connor từ chỗ Ukunga. Vũ khí vừa tay nhất của Ukunga vốn là cặp song đao kia cũng vì vậy mà bị tháo rời. Trên cánh tay phải cốt long, có một tấm khiên cổ kính uy nghiệm, đó là bản thể của các cặp sách cô bé hay đeo khiên bảo hộ. Có thể cung cấp phòng ngự vật lý tuyệt đối, cánh tay trái giống như được đeo một mảnh giáp tay màu đồng, đúng là làm bằng đồng, bản thể là một đồng xu Varas. Giữa LOIA và PALL có chút không hợp nhau, nhưng LOIA cũng tự xem mình là chị của Connor. Cái giáp tay làm từ đồng xu này có thể giúp cho cốt long có phòng ngự tinh thần rất tốt. Trên người cốt long có từng dải lụa màu vàng kim quấn quanh, nhìn trông rất phiêu giật mỹ lệ. Đây là do Kevin dùng lông chó trên người mình mà tế luyện ra, có thể tăng cường tốc độ. Karen cũng không thích cái kiểu trang phục này, anh càng thích kiểu nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng Karen cũng rõ ràng rằng mình không thể dùng thẩm mỹ bản thân để cưỡng ép thay thế sở thích của Connor ở độ tuổi này. Làm bài tập đã đủ khổ, mình cũng không đành lòng tước đoạt đi niềm vui còn sót lại của Connor. Connor không có phun gì ra, mà nhẹ nhàng vung vẩy móng vuốt, long ngâm chú ngữ, sau thoáng chốc thì trên mặt đất bắt đầu đổ sụp diện tích lớn, cùng lúc đó là một tòa cung điện nguy nga tráng lệ hiện lên. Đây là một sự tập hợp khổng lồ của thuật pháp và trận pháp, tác dụng của nó rất tương tự với pháo đài Hắc Ngục. Mọi thứ chỉ sợ bị so sánh. Nếu so sánh với tòa cung điện khổng lồ này thì những gì Aoji làm lúc trước giống như một cô bé chỉ biết vẽ nguệch ngoạc, hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Điều này khiến Aoji rất xấu hổ, nhưng không có chỗ nào để phát tác. Rồng ngốc, phải đọc nhiều sách vào nha. Connor vui vẻ bay quanh quẩn trên không trung, thỉnh thoảng liếc trộm chiếc xe ngựa ở xa xa kia. Ở ngoài xe ngựa, Karen và Verdon ngồi đối mặt nhau, Vigulin đang tự mình làm binh su. Về phần Philomena, không chỉ không giúp được gì, ngược lại đứng ở bên cạnh nhìn chăm chú vào mấy cái chén đĩa. Verdon tạm thời vẫn còn không tiện để thả lỏng lệnh cấm đối với tàn dư ánh sáng, quán tính đã được thi hành cả ngàn năm. Không phải nói chuyển hướng thì có thể chuyển được, cũng không dễ bàn giao với vị thế trong lịch sử lắm. Karen, ngài nói đúng,
nhưng mà ý nghĩ của ta không phải thả lỏng ở bề ngoài mà là âm thầm tháo gỡ gông cùm xiềng xích. Bây giờ tổ chức của tàn dư ánh sáng quá lỏng lẻo. Phân tán nghìn năm đã để bọn chúng tạo thành nhiều điểm truyền thừa, trước hết phải thống nhất bọn hắn lại rồi mới nói tiếp. Về phần tuyên bố trùng kiến ánh sáng thần giáo thì để đến thời điểm thích hợp rồi tuyên bố là đủ. Ta rất tò mò, nâng đỡ một vài con rối chơi một chút, nhìn chính bọn nó nội đấu giải sầu cũng là được rồi, vì sao ngươi lại muốn thống nhất bọn hắn lại? Bị toàn bộ giới giáo hội vây quét cả nghìn năm mà bọn hắn vẫn còn sức sống rất mạnh mẽ. Nếu thật sự để bọn hắn tập hợp lại thì cái ngọn lửa ánh sáng này đã định sẵn là sẽ đốt lên trên người chúng ta. Karen ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, nếu so sánh với những viên sao băng sắp rơi xuống từ trên bầu trời thì một chút lửa đó bây giờ đã không đáng vào đâu. Chủ ta ngăn cách kỷ nguyên, người đứng bên cạnh hiện tại là ánh sáng. Verdon lắc đầu, chuyện của thần không có liên quan tuyệt đối đến giáo hội. Karen nhẹ gật đầu, biểu thị sự tán đồng. Verdon, nhưng mà ta sẽ không phản đối cách làm của ngươi, bất kể nó có khó hiểu như thế nào, ngươi muốn làm gì thì đi làm đi, ta giúp ngươi khống chế tin tức lại. Cảm tạ ngài, ngươi cầm roi, không cần khách sáo như thế, ngươi có thể cố ý cùng thương lượng với ta cũng coi như đã cho đủ ta thể diện, dù gì thì bây, giờ ngươi hoàn toàn có thể ám chỉ rằng đây là ý của Đại Tế Tự. Ai, dù sao thì bây giờ Đại Tế Tự của chúng ta có đưa ra sự lựa chọn quá sức tưởng tượng như thế nào thì chúng ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Trạng thái của Đại Tế Tự thật không tệ, ta cảm thấy ngài ấy vẫn là Norton. Nghe được câu này, tay cầm chén binh su của Verdon có hơi dừng lại một chút, sau đó thở dài, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đám người này có tình cảm rất sâu, nếu để cho bọn hắn chọn, bọn hắn tình nguyện chọn Norton, cũng sẽ không cần Tyrannus. Vigulin đưa cho Philomena một ly binh su, Philomena không khách sáo, sau khi nhận lấy thì bắt đầu ăn. Lúc này trên chân trời ở nơi xa xuất hiện dấu vết của yêu thú đang bay, đó là tiểu đội trinh sát của tiên phong của ba giáo hội. Verdon khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, quấy rầy nhã hứng ăn uống của chúng ta. Karen trầm mặc không nói. Ngay sau đó Augie đang nén đầy một bụng tức giận nhận được mệnh lệnh bay về phía những yêu thú kia, dùng sức mạnh của băng xương cự long mà tàn sát. Đi chơi đi. Connor nhận được sự đồng ý của Karen cũng lập tức gia nhập. Hai con cự long quét ngang trên không trung, từng màn mưa máu nổ ra trên bầu trời đồng thời là những khối tượng băng rơi xuống. Tiểu đội trinh sát cứ bị dẹp yên như thế, có thể nói là không cho ba giáo hội kia một chút mặt mũi nào. Cũng không lâu lắm, trên mặt đất từ xa xuất hiện một con sư tử khổng lồ toàn thân màu bạc. Trên lưng sư tử có ba người đều mặc áo giáp dày đang đứng. Một người đàn ông trung niên thông qua thuật pháp khuếch đại âm thanh hô lên, đoàn trưởng đoàn hộ vệ bạo phong, người rèn bão, người thừa kế của thần Warf, Sibylline. Báp, đến đây bái kiến thư ký trưởng Karen của trật tự thần giáo. Quân đoàn trưởng, thiên phú, thần tử, còn có tên của gia tộc Báp, có thể nói là vị này đã dán đầy nhãn hiệu lên người mình. Tuyệt đối là nhân vật hàng đầu ở bạo phong thần giáo. Verdon nói, bây giờ lại chỉ biết đến cốt long, không biết đến Augie. Hai con cự long bay trên không trung, đối phương chỉ nói đến bái kiến thư ký trưởng. Đủ để thấy nhận thức của phía ngoài đối với địa vị của Karen trong trật tự thần giáo lại có sự thay đổi mới, thậm chí vượt qua sự nhận thức của Karen đối với chính bản thân mình. Karen cười cười, nói, người cầm roi, đây là kế sách châm ngòi của kẻ địch. Ha ha ha, Verdon cũng cười, chỉ vào Karen nói, người đấy. Verdon không ngại mấy chuyện này, ân tình cho dù nhỏ thì cũng là ân tình. Người cầm roi, ngài nói xem có nên gặp bọn hắn hay không. Ngươi quyết định là được, ta chỉ sang đây xem phong cảnh thuận tiện hít thở không khí, Đại Tế Tự đã giao chuyện trên phương diện này cho ngươi sắp xếp. Vậy thì không cần thiết phải gặp. Karen nhẹ nhàng phất phất tay. Trên bầu trời, cốt long phát ra tiếng gào thét với con sư tử bạc bên dưới, không gặp. Sibylline ngây ngẩn cả người, quan chỉ huy của Hắc Nham thần giáo và Pha Lê thần giáo đứng ở sau cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Rõ ràng là tiểu đội trinh sát của bên mình bị hai con rồng của đối phương tiêu diệt. Bọn hắn không có trực tiếp xử lý như là kẻ địch mà là nhận ra thân phận rồi tới thỉnh cầu gặp mặt, đã có thể nói là rất có thành ý và nể mặt đối phương. Cho dù là vậy thì đối phương thậm chí còn chẳng muốn gặp mình. Đây cũng không phải là không nể mặt mũi, mà là dẫm mặt mũi của phía bên mình xuống dưới chân. Thế nhưng đối mặt với loại thái độ này, ba người bọn họ lại không dám thật sự vạch mặt.
Ít nhất cho đến trước mắt thì ở trên cao nguyên băng rộng lớn này cũng không có bóng dáng của kỵ sĩ đoàn xuất hiện. Mặc dù trật tự thần giáo bố trí một trụ sở tiếp tế nhiên liệu, nhưng trong thời gian ngắn thì cũng rất khó để lực lượng của một kỵ sĩ đoàn được điều động đến đây. Chỉ cần trật tự kỵ sĩ đoàn không tham gia vào việc ở chỗ này thì tổn thất của một đội trinh sát hoàn toàn không tính vào đâu. Sibylline nói với hai vị quan chỉ huy sau lưng, chúng ta trở về đi, nợ nần có thể để sau này tính một thể. Hai vị quan chỉ huy cũng đều gật đầu biểu thị đồng ý, việc quan trọng nhất vẫn phải đón chủ thần của mình trở về. Chương 3120, tang lễ của thần, 7. Lần chuẩn bị này còn ít hơn lần trước rất nhiều, bên phía phố Minh sẽ đến sao? Để lại trận pháp dịch chuyển cự ly xa phòng hờ, mặt khác, giống như lần trước, cũng để lại một kỵ sĩ đoàn dự phòng, nhưng nếu không phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì sẽ không điều động. Chắc chắn như thế sao? Ta tin tưởng đại tế tự. Ta cũng tin tưởng, chỉ khổ cho đám người đan, cố gắng kiềm chế mấy lần, cái khát vọng được thí thần kia lại liên tục không thực hiện được. Đoán chừng các đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn mỗi ngày đều đang ném đồ đạc phát cáo. Cục diện còn tốt hơn so với trong dự đoán của chúng ta là các đại nhân đã tạo ra cho chúng ta một hoàn cảnh tiệm tiến từ thấp lên cao. Nói cho cùng, bây giờ chúng ta vẫn đang được bảo vệ. Những lời này ngươi đi nói với đám người đan kia, ta đoán chừng sau lần này thì đám đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn kia sẽ tập thể đi tìm ngươi đấy. Verdon đứng người lên, nhẹ nhàng duỗi lưng một cái, được rồi, ta phải đi về trước. Ngài đi thong thả. Sau khi Verdon ngồi vào xe ngựa thì Algie cũng lượn quanh đáp xuống rồi hóa lại hình người. Chờ sau khi xe ngựa đã rời khỏi, Karen nhìn thoáng qua Philomena còn đang ăn bingsu, hỏi, ăn no rồi sao? Philomena lắc đầu, ăn cái này sao có thể đủ no? Karen chỉ mấy loại shiso đặt trên bàn, đó là nguyên liệu làm bingsu mà Vigulin cố ý để lại. Vậy ngươi tiếp tục ăn, ăn nhiều một chút, ăn sạch cái núi băng trước mặt. À, rốt cuộc Philomena hiểu ra, đặt cái ly xuống, lấy quạ đen thả ra. Một lát sau, Digno và Anfes xuất hiện ở trước mặt Karen. Anfes báo cáo, thiếu gia, căn cứ theo tình báo mới nhất, Bạo Phong Thần Giáo, Hắc Nham Thần Giáo và Pha Lệ Thân Giáo đã co cụm phòng ngự lại. Digno báo cáo, đoàn thủ hộ Bạo Phong, quân đoàn cấm vệ Hắc Nham, quân đoàn Thánh Tượng, Pha Lê, ba nhánh quân đoàn này cho dù là ở trong kỷ nguyên trước cũng là lực lượng tinh nhuệ thật sự của ba thần giáo này. Điều động lực lượng tinh nhuệ đến cao nguyên băng chuẩn bị tiếp ứng chủ thần nhà mình đồng thời từ bỏ phòng thủ các khu vực phía ngoài để tăng cường lực lượng tập trung bảo vệ trung tâm. Không thể không nói sau những lần hành động của trật tự thần giáo thì các thần giáo chính thống này rốt cục đã có kinh nghiệm. Karen nhún vai, nói, đáng tiếc, lần này bọn hắn cẩn thận phí công, giáo đình vốn cũng không có kế hoạch quân sự đối ngoại. Anfet hỏi, thiếu gia, gần đây có nghe đồn, đại diện đại tế tự Chris từng đề nghị muốn giao vị trí hồng y giáo chủ phụ trách sự vụ chiến tranh cho ngài. Đây là tin tức giả, không thể nào là thật. Chỉ cần đại tế tự Norton còn ở đây một ngày thì người đại diện đại tế tự như Chris cũng chỉ ở trạng thái làm linh vật. Dựa trên điều kiện tiên quyết này thì đại tế tự sẽ không cho phép Chris nhường ra vị trí cũ. Điều này không phù hợp với bố cục quá độ quyền lực của giáo đình sau khi hắn chết. Còn về Chris thì càng không có khả năng giao vị trí hồng y giáo chủ ra. Nếu không đây chính là để mình bị cướp quyền, chờ đến sau khi đại tế tự chết đi thì người đại diện như hắn cũng không có nguồn lực để leo lên vị trí chính thức. Còn ta bây giờ chỉ là một thư ký, trước khi chuyện của các đại nhân còn chưa kết thúc thì ta cũng sẽ không vươn tay vào trong giáo đình, dù sao làm việc cũng phải để ý đến vị trí chủ thứ. Vâng, thiếu gia. Karen nhìn về phía Digno. Mặc dù đại tế tự cực kỳ tán thành năng lực của các đại nhân kia, lần trước khi ở trong vườn sinh mệnh thì sự phối hợp giữa Augurev và đại tế tự rất mạnh và có hiệu quả. Nhưng lần này ta rất lo rằng ba thần giáo kia có thể sẽ áp dụng những phương pháp đặc thù để tăng tốc tiến trình phá vỡ vách ngăn cản trở chủ thần của bọn hắn trở về hay không. Digno hồi đáp, trên lý luận mà nói thì có thể làm được, lần trước đại tế tự cũng ra lệnh cho quân đoàn Sinma bắn pháo vào biển đen để tăng tốc tiến trình. Ở phía trong vách ngăn cho dù chỉ còn thiếu một chút nữa nhưng những chủ thần kia cũng vẫn bị nhốt ở bên trong. Tác động từ bên trong có thể tạo ra cho phía ngoài thật ra cũng không lớn, nếu bọn hắn thật sự có thể đột phá ra ngoài thì biến số sẽ lớn hơn. Cho nên, ta rất không hiểu hành vi buông bỏ quyền chủ động trên chiến trường lần này của Đại Tế Tự. Ngươi không hiểu cũng rất bình thường, ngươi là chỉ huy quân sự,
không phải chính trị gia. Karen đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc vào trán, có lẽ ngay từ đầu cũng không nên dùng góc nhìn quân sự để triển khai mạch suy nghĩ. Alfred phụ họa nói, đúng vậy, đây chính là Tyrannus. Karen cười nói, đúng vậy, đây chính là Alfred của chúng ta. Thiếu gia, ngài quá khen. Nhưng không có cách nào, làm đến khi hai tay rũ xuống, thể hiện ra tất cả trong tay là được, những thuộc hạ phía dưới như chúng. Ta cho dù biết rõ là làm chuyện phí công nhưng cũng phải làm. Diclo, ta cần một phương án dự đoán chiến trường càng tỉ mỉ hơn. Xin thiếu gia cho thuộc hạ một chút thời gian, thuộc hạ nghĩ biện pháp thăm dò một chút về sự bố trí quân đoàn của ba thần giáo kia. Ta sẽ giúp ngươi tiết kiệm một chút thời gian. Karen ngẩng đầu hô lên với Connor còn đang tiếp tục chơi trò xây cung điện. Được rồi, đừng chơi nữa, làm việc thôi. Dù sao đi ra ngoài một chuyến thì cũng cần làm việc chính. Nếu không thì đơn xin phép nghỉ làm bài tập cũng không có hiệu lực đâu đấy. Ồ, đến ngay đây. Connor lập tức hạ độ cao xuống. Bây giờ cô bé rất trân trọng thời cơ ra ngoài làm việc với Karen, bởi vì bây giờ bài tập là được cả hai người giao, hạnh phúc gấp đôi. Sau đó thì là một màn quỷ quyệt ra đời. Con cự long vừa mới hủy diệt một đoàn trinh sát lại bay tới một cách quang minh chính đại, không chỉ không để ý đến sự xua đuổi bên ngoài, càng không có chút khách sáo nào mà phá tan hàng rào xông vào vị trí của ba quân đoàn tinh nhuệ để tiến hành đánh giá ở khoảng cách gần. Trông thấy cốt long, mọi người đều rõ ràng người trẻ tuổi đang đứng trên lưng cốt long kia là ai, cũng biết thân phận người nối nghiệp đại tế tự trật tự thần giáo bây giờ của hắn. Đúng vậy, mặc dù hội nghị bàn tròn đã tuyên bố bổ nhiệm Chris làm người đại diện đại tế tự, nhưng điều này cũng không hạ thấp thân phận của Karen đối với phía ngoài. Trái lại thì sự sắp xếp này còn gần như chỉ ra rõ ràng rằng Chris chỉ là một vị đại tế tự quá độ, người trẻ tuổi Karen này mới là người nối nghiệp do Norton chỉ định. Ngay từ đầu thì những họng pháo ma tinh sẽ còn di chuyển theo con cốt long đang bay phía trên, nhưng rất nhanh thì hành vi mang tính chất uy hiếp này bị ngăn lại. Không những không ai dám ra lệnh khai hỏa, còn sợ rằng có pháo thủ không hiểu chuyện mà lỡ tay bóp cò. Sibylline đứng ở trước lều chỉ huy cùng một đám quan chỉ huy, ngẩng đầu nhìn loại hành vi phách lối vô cùng này của Karen. Truyền lệnh xuống, chỉ cần con rồng kia không phát động tấn công quy mô lớn, dù cho cái đuôi quét chúng chết vài người thì chúng ta cũng đều không được đánh trả. Nên làm cái gì thì tiếp tục làm cái đó, để nó tiếp tục bay đi, bay đến khi nó chán. Các bạn vừa nghe xong tập 312 của bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.